Có 250 chúng ta mượn. Làm gì? Mua bánh tráng trộn. Li Minh Hô trộn hay gì 250? Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình. Và dạo này thì em rất là thích cái món bánh tráng Lucery. Nhưng mà ngày hôm nay thì không có bánh tráng đó, mình chỉ có cái đống này thôi. Tại vì mình không mua được, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ ăn những món bánh tráng từ rẻ nhất cho tới đắt nhất mình có thể mua được nha. Bánh tráng, và cái món bánh tráng đầu tiên đó chính là bánh tráng chấm. Bánh tráng chấm thì là sao? Là có một cục bánh tráng như thế này được bóp nước, thêm một dĩa nước chấm. Một cái cục này, một cái dĩa này 10.000. Thêm ba cái trứng giữa nữa, một bịch rau răm nữa 10.000 nữa, 20.000. 20.000 thôi. Ba đứa bạn có thể ngồi với nhau, ngồi ăn từ 2 giờ chiều cho tới 7 giờ tối chưa hết được bánh tráng. Và cái nước chấm ở đây thì ôi thôi xuất sắc nha. Cái này thì cũng thấy là có trộn với lại sa tế này, vừa có sa tế, vừa có muối ớt, rồi như là nghe nói là có muối ô mai, rồi có tắc nữa nấu lên. Thì nó vừa miệng lắm luôn á. Hơi cay cay, the chua chua, nghe mùi muối ớt này, mùi sả, rất là thơm. Và bánh tráng ở đây thì cô lấy một cục như vậy luôn nè, và xong rồi cô bóp nước ra cho nên nó rất là mềm, ăn rất là ngon. Và cái đỉnh cao ở đây nhất luôn là cái trứng giữa. Nếu các bạn muốn biết cái trứng giữa là cái trứng gì thì nó giống cái trứng ung, nhưng mà nó sắp ung thôi, tức là nó chưa có mùi, và đặc biệt là ăn xíu béo. Trong quá trình lục trứng thì mình cũng tâm sự một tí. Nhiều bạn thì nói là dạo này comment cụi là dạo này cụi lười ra clip thế, hay là cụi ra clip bị lập ý tưởng á. Xin lỗi mọi người, tháng vừa qua là một cái tháng kiểu bị stress nặng nề của mình. Mình buồn lắm, cho nên là mọi người đồng cảm. Nên nhớ subscribe cụi thật là nhiều, ủng hộ cụi thật là nhiều. Thì tháng này cụi sẽ ra nhiều video chất lượng hơn, nên đừng quên đón xem nha. Với lại có người á thì comment hồi đó thì comment là intro của cụi sao đơn giản dễ chịu nè, dễ thương nè. Xong rồi cái qua kênh của Hukuchi comment là kênh Hukuchi intro dài quá, intro đơn giản với cụi là được rồi. Xong giờ lại có người comment intro của cụi khó chịu quá, mấy sao chịu luôn á. Nói chung là vẫn đang nghĩ ra ý tưởng để quay một cái intro mới, nhưng mà chưa nghĩ ra đó. Chắc trong tháng này sẽ có luôn, mọi người nhớ subscribe mình nha. Đó, và cái trứng giữa thì nó bị tách lòng đỏ, lòng trắng ra như vậy nè. Và cái sốt này trời ơi, chấm vô nó ngon, mà nó ngon. Nhìn mặt là hiểu ha. Cái độ béo của trứng á, nó phù hợp với là cái độ mặn, rồi cái độ chua chua của cái sốt này, cái độ cay cay nhẹ. Đây là bánh tráng chấm trứng muối, trứng lòng đào, bơ, nước khô bò. Ghê không? Tức là trong đây nó sẽ có một bịch bánh tráng mà cắt sẵn như vậy. Thêm cái này là nước khô bò nè, bơ, rồi mỡ hành, rồi cái trứng lòng đào á, như các bạn có thể thấy hồi nãy mình quậy lên. Và ngoài ra thì ở đây bán rất là nhiều sốt. Cái này là sốt mỡ hành, ở dưới là có gia vị với lại tỏi. Thì sẽ chấm trứng lòng đào vô. Cái này thì hôm nay gì có quay rồi. Và cái này là chấm bơ, đường. Trời ơi, cái nước sốt xuất sắc. Trời ơi, nó cứng tới mức mà nó gãy luôn rồi nè. Ngon quá. Ngay xong á, bị chửi hoài. Mà cái nết là cứ phải ăn ngon là phải nói liền, tại cảm xúc đang dâng trào mà. Cái nước khô bò nó lạc lạc nè, nó không bị quá mặn, nó không bị quá dầu. Trộn thêm cái bơ nữa với lại cái mỡ hành nó thơm. Rồi xong ăn cái trứng lòng đào nó béo. Trứng chấm, bơ, thực tế mỗi phần ở đây đều bán rất là rẻ. Đây là gọi là cái gì ta? Bánh tráng chấm trứng thì phải, trứng lòng đào thì phải, chấm trứng muối. Ở quận 8, cào nó vô đây. Đó, mọi người thấy cái trứng lòng đào rớt xuống không? Mình bỏ vô miệng. Tuyệt phẩm! Dưới đây là có đường với là tỏi với là mỡ hành á. Cảm giác nó béo béo, thơm 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 thơm, chịu không nổi luôn á. Mà rất là rẻ, tầm 10 trứng với là một cái hũ súp bơ có 12.000 rẻ lắm, 12-15.000 rẻ lắm luôn á. Với lại đây là một cái món bình dân mà, đúng không? Mình ăn với một cái mức giá bình dân thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chứ mà phải ăn, nếu mà ăn bánh tráng trộn ăn một cái giá quá đắt á, cũng thấy hơi sai sai, xót xót, đúng không? Nhưng mà thôi, còn mưa vừa bán thôi. Ai thích bán thì sao thì bán. Thì mình thấy được thì mình mua thôi, đâu ai ép mình mua đâu. Tém cái trứng xuống nè mọi người. Cái bơ này đỉnh lắm luôn á. Vô nha. Xuất sắc chưa, xuất sắc chưa. Thêm một miếng bơ nữa. Ngon quá. Trong đây là có muối, muối ớt nữa, muối tôm nữa.
Trời ơi, cái cảm giác mà nó mặn mặn, nó béo béo á. Nó đã khủng khiếp luôn, bơ bánh mì ở đây rất béo nha. Đã lắm luôn á. Là một hộp bánh tráng đã từng đình đám ở thị trường Việt Nam, thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Bánh tráng Chú Viên. Là muốn ăn được bánh tráng Chú Viên là phải xếp hàng. Lấy số ghê lắm. Còn giờ đỡ rồi. Giờ chú bán cũng đỡ đông rồi. Một hộp như vậy là 30.000. Bỏ nước khô bò vô một hồi á, nó phải mềm vừa lại. Bánh tráng nên vừa, không quá cay. Những người biết ăn cay thì nên order thêm cay. Xoài nhiều nhưng mà không có chua. Kiểu ngon á. Đánh giá là mình đánh giá là nó vẫn rất là ngon và rất là nhiều. Một hộp này là 2-3 người ăn. Một người ăn không hết đâu. Và mọi thứ kiểu nó cũng tươm tất á. Trong một cái hộp này nhìn nó cảm giác nó cũng sạch sẽ. Rồi có đôi đũa, nó cũng dễ ăn. Trong đây thì cũng có khô mực nữa, khô bò đầy đủ. Nói chung là một cái hộp này 30 ngàn là một đặc biệt rất là đầy đủ. Nhưng mà ăn nó hơi bình thường. Và trứng cút ở Chú Viên là trứng cút chiên. Nói chung á, bánh tráng trộn á, thì nó cũng có nhiều đó nguyên liệu và trộn vô á, hương vị nó cũng sẽ giống giống nhau. Và tôi sẽ chốt lại bằng cái hộp bánh tráng đắt tiền nhất của cái số ngày hôm nay, 70.000. Thì 70.000 là một phần khá là bự, có 3 con tôm với lại 8 miếng trứng. Hơi mắc nha. Ăn thử thôi. Đây là bánh tráng chị Ngọc bên Gò Vấp nhé. Mềm trộn vô ăn lắm mọi người. Có rất là nhiều tỏi băm nè. Trong đây cũng có khô bò đen, khô mực đầy đủ thôi. Cũng giống như những hàng khác thôi. Nhưng mà cái chỗ này trộn mềm. Mình rất là ghét ăn bánh tráng trộn mà bị vắng cục. Chỗ này trộn điêu liền. Bỏ trứng, bỏ tôm thêm mà bán 60-70. Thì mình thấy là hơi mắc. Và trong đây thì mình không thấy là có cái con ruốc màu đỏ mọi người. Bánh tráng này không có con ruốc đỏ cho nó ăn. Cảm giác không bị kiểu mặn mặn ngọt á. Chốt là ngày hôm nay Cụi vẫn thích nhất bánh tráng chấm trứng dừa và bánh tráng chấm trứng cút. Đỉnh cao của bánh tráng là đây. Rất rẻ, một cục này ăn tới chiều nha mọi người nha. Đó, ăn ba đứa tới tối luôn. Còn cái đống này là lột mỏi tay luôn. Vẫn ăn hoài mà không thấy hết. Đó. Còn lại thì bánh tráng trộn á. Thực tế thì mỗi chỗ nó có một cái cách trộn. Nhưng mà nguyên liệu thì nó cũng có như đó, nó bỏ vô thôi. Cho nên là mỗi chỗ sẽ khác nhau một tí. Rồi mình thích ăn chỗ nào, mình tiện mua chỗ nào thì mình mua thôi. Mình không phải kiểu sống chết phải mua chỗ nào đâu. Bánh tráng trộn thì có sẽ có chỗ bán mắc, bán rẻ có 10.000 thôi, có chỗ bán mắc 250 chẳng hạn, thì thùng mua mình vừa bán vậy thôi. Cái này mình chưa ăn thì mình chưa đánh giá được, còn cái này mình ăn rồi như vậy thì mình đánh giá được là cũng ăn được đấy. Chốt lại thì bánh tráng chấm 10.000 vẫn là chân lý của đời tôi, vừa rẻ lại vừa ngon. Đó là cái đánh giá của mình từ cái món bánh tráng rẻ nhất mình có thể mua cho tới cái món bánh tráng mắc nhất mình có thể mua được. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng ăn cái món này chưa? Thì comment bên dưới cho mình biết. Và cũng như là nếu như các bạn tới Sài Gòn á thì order những cái món mình gợi ý cho các bạn nha. Tại vì bánh tráng những chỗ này rất ngon. À, và ngoài ra cái việc ăn uống này nữa thì nhân dịp ngày của mẹ và ngẫm nghĩ là bản thân mình, tôi là một con người đã tạo nghiệp quá nhiều, đã gây nghiệp đi họa cho quá nhiều con người, thì ngày hôm nay tôi sẽ quyết định tặng quà cho những con người mà tôi đã tạo nghiệp. Thôi đi làm quà nhé. Chắc chắn là phải mua đồ, tại vì đang có rất là nhiều sale của chương trình ngày của mẹ. Mày không phải là mẹ, biến đi. Như mà biết thì mình là lớn tòng ngồng thế này rồi, chứ là mẹ của mình cũng đã lớn rồi. Mẹ lớn thì mẹ già thì tóc của cha mẹ thì càng ngày càng bạc đi. Con cái thấy sẽ rất là đau lòng và lo lắng. Cho nên là mình quyết định mua một bộ dù nhuộm thuốc dùng tóc cho mẹ mình, để mẹ mình tóc đỡ bạc để mình bớt lo. Và cái này là của Loria. Cái này thì đang được giảm giá, còn có 170 mà chưa nói tới là nếu mà các bạn mua một cái này dùng tóc thì các bạn sẽ được một cái chai này thêm. Bình thường mình mua là đã 100+, gần 200. Rồi một cái chai này là cả 100.000 rồi, thì hai cái này mà chỉ có 170 thôi. Đó, cho nên là ngày của mẹ sắp tới thì có rất là nhiều những cái chương trình giảm giá cho những cái sản phẩm gọi là đồ gia dụng, bếp núc hoặc là mỹ phẩm dành cho các chị em. Cho nên là đây là một cái thời điểm thích hợp là chúng ta sẽ mua đồ cho mẹ của mình, cho bà của mình, cho chị của mình, cho em gái của mình, hoặc là cho máy lớn máy nhỏ gì đó cũng được. Đấy, có bao nhiêu máy thì có thể mua cho hết luôn. Và hai cái bộ này mình rất là ưng luôn, tại vì trời ơi sao rẻ. Đó, mình mua cho mẹ mình với lại em mình xài chung một bộ Subaki cho tóc bị rụng nữa. Subaki tính ra rất là rẻ luôn á. Mình coi những cái chỗ khác á thì là bán hai bộ này là phải hơn 100-200 ngàn, nhưng mà cái hai bộ này mình mua có 170 Và mình mua thêm ba chai này nữa, là một chai xịt
tóc, một chai dầu gội và một chai dầu xả luôn. Và ba chai to đùng như thế này luôn thì chỉ có là 270 thôi. Mà hiện tại là nếu các bạn mua vào trúng cái đợt khuyến mãi nữa thì sẽ có quà thêm nữa, cho nên là mình thấy Super Kỳ ở đây bán rất là rẻ, cho nên là mình hốt thêm một bộ nữa tại vì tóc mình tóc tẩy. Thơm quá à, cái này thơm quá à. Rồi anh có mùi như phụ nữ luôn rồi đó, mùi phụ nữ rồi đó. Ôi thế là mấy ông thì cái này thơm. Thơm ha, thơm ha. Đây là Subaki nha các bạn nha, mình sẽ để link ở bên dưới. Trời, nó tự tháo tóc mình ra luôn mọi người. Thử luôn á. Cái này là dịch vụ làm free thôi chứ mai mốt không có làm được không? Là cái gì vậy? Làm mềm tóc của Subaki. Trời ơi, tụi Subaki xịn quá, xịn lên một cái là đến mướt luôn mượt luôn nè. Mướt như mới nhuộm tóc xong luôn á. Mới đi nhuộm tóc xong hết 1.6 triệu luôn đó. Ba cái thì cho mẹ với nó với Trang xài nữa. Trời ơi, mấy cái này nó rẻ giá. Nên mua thì... Và đây là một món quà dành cho ngày sinh nhật của Châu Giang. Đó rất là thích hợp với bản thân của Châu Giang. Gì vậy? Đây. Đúng không? Quá đúng, quá phù hợp. Phù hợp người, phù hợp hoàn cảnh. Để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng không bao giờ được quên đi nguồn cội. Đây là một tác phẩm văn học để đời rất là quan trọng trong cái chặng đường văn học của Việt Nam. Tôi phát hiện ra wow, thực ra làm trong cái này không có ai làm đĩ hết. Có khi nào vậy? Người mày làm đĩ. Đây là một cái đồ để Châu Giang có thể cầm đi theo hành nghề luôn. Cái đèn pin hả? Đây. Cái giỏ. Cái làng á. Đó đúng không? Đứng má, đứng để đứng đường là có cái để đựng luôn này, đựng được đủ thứ. Ở dưới mới đẹp. Trời. Rồi đó, sách để không bao giờ quên đi nguồn cội của mình, còn cái giỏ để đi hành nghề. Đúng chuẩn. Thời khắc ấy cũng đã tới. Than 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 than. Tan 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 tè tè. Lấy hồng. Mở ra coi. Ui chết cha, quên. À cái này của má tao. Đây là món quà chia tay của Đăng Anh. Bây giờ Đăng Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là lý do tại sao Đăng Anh lại nghỉ việc hay không? Có bầu. Đi du học. Thật ra là có dự định lâu rồi. Đi đâu? Dạo này cũng thấy ngủ nhiều quá trên văn phòng. Cũng nhiều người nói mình có bầu nhưng mà sự thật mình đi. À tao biết rồi, con Hukochi rủ mày nghỉ chung. Cái con khốn nạn, con đó nó rất là mất dạy. Thôi không, tao đang hướng đến cái việc là tao nói tao có bầu nhưng mà tao ngủ nhiều quá, tao cần về nhà để tao ngủ nhiều hơn. Xong cái má mày coi được clip này, má mày nói là không, mình không có bầu đâu nha các bạn. Trời ơi, cái này mắc lắm mọi người. Đâu, rẻ lắm. Không có nhiều quá. Dầu gội. Ừ, tặng mày chai luôn, biết sao không? Tại vì tao mua cái này cho má tao, cái nó tặng thêm cái chai này. Mà cái này mắc lắm. Một cái này là BB cream, cái này là vừa kem chống nắng dễ luôn. Lúc mà mày trang điểm á thì mày lấy ra mày lắc lên, xong mày rắc lên mặt mày, xong mày lấy cái bông tại chế bông phấn á, bông cushion á, mày đập lên mặt. Đó. Cái này thì hiện tại là Lazada đang sale rất là nhiều, trên Lazada mình sẽ để đường link ở bên dưới nếu các bạn có nhu cầu muốn mua. À rồi đây. 2 3